Quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong những giây phút cuối cùng của đêm gala chung kết Tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa thứ 3. Và lúc này trên sân khấu đang có 4 nhóm thí sinh xuất sắc nhất trong đêm nay. Chúng tôi đã có kết quả trong tay. Và trước khi chúng ta biết kết quả, quý vị có thể dành cho họ một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và mọi cuộc thi sẽ đều có giây phút này. Giây phút chúng ta hội ngộ nhau và giây phút chúng ta phải chia ly. Ở trên sân khấu đang có hai nhóm. Một nhóm là nhóm an toàn và nhóm còn lại là nhóm không an toàn. Và khi Thanh Vân công bố tên của nhóm không an toàn thì chúng ta sẽ cùng dành cho họ một tràng pháo tay thật lớn, được không thưa quý vị? Và thưa quý vị, trên tay Thanh Vân lúc này chính là điểm số bình chọn dành cho 4 nhóm thí sinh. Và nhóm không an toàn, mỗi nhóm sẽ có 2 người. Chúng ta đang có 2 nhóm là nhóm của Chuồn Chuồn Giấy và Gia Linh Gia Bảo. Nhóm thứ 2 là nhóm của Đức Vĩnh và Bích Ngọc. Và đó không chính là kết quả mà khán giả của chúng ta đã phân chia ra. Nhóm không an toàn sẽ phải nói lời tạm biệt với quý vị ngay lúc này. Xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cảm ơn họ đã đến với Tìm kiếm tài năng Việt Nam. Chuồn Chuồn Giấy và Gia Linh Gia Bảo, xin tạm biệt và xin cảm ơn hai nhóm đã rất tuyệt vời trong những phần thi của mình. Và xin chào tạm biệt. Thưa quý vị, chúng ta có thể dành cho họ một tràng pháo tay lớn hơn được không ạ? Xin chào tạm biệt nhóm Chuồn Chuồn Giấy và hai bé song sinh đáng yêu Gia Linh Gia Bảo. Và xin được mời bé Bích Ngọc và bé Đức Vĩnh sẽ đứng cạnh nhau ra chính giữa sân khấu. Hai con lúc này có hồi hộp không? Trên tay cô Thanh Vân đã có kết quả rồi. Cả hai con đều nhận được rất nhiều những cái nhắn bình chọn của khán giả. Và tính đến thời điểm này chỉ có một người thắng cuộc. Người được khán giả Việt Nam bình chọn là tài năng của Tìm kiếm tài năng mùa thứ 3. Và đó chính là... là ai ạ? Quý vị khán giả ở trong trường quay chọn ai ạ? Chúng ta đã được nghe những lời nhận xét từ 4 vị giám khảo. Và khán giả trong trường quay lúc này cũng đang hô rất to một cái tên. Cái tên này sẽ chính thức trở thành tài năng của Tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa thứ 3. Xin chúc mừng Đức Vĩnh! Con chính là thần đồng, là tài năng sáng nhất trong đêm nay. Và tất cả mọi người đều phải công nhận điều này. Với số phiếu bình chọn áp đảo, con đã giành được chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng Đức Vĩnh! Cậu bé quá tài năng thưa quý vị. Và cuối cùng thì tình yêu mà quý vị khán giả dành tặng cho Đức Vĩnh đã hoàn toàn xứng đáng. Và lúc này thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng mời lên sân khấu Thạc sĩ Vũ Thanh Hường, trưởng phòng trò chơi truyền hình 1, ban sản xuất các chương trình giải trí của VTV3 Đài truyền hình Việt Nam, đại diện ban tổ chức chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam sẽ lên sân khấu và trao tặng giải thưởng lớn nhất cho người thắng cuộc là bé Đức Vĩnh. Và thưa quý vị, trong suốt thời gian qua, nhãn hàng OMO của công ty Unilever Việt Nam cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và ngay bây giờ, họ cũng muốn được trao tặng cho tài năng Việt Nam Đức Vĩnh một món quà để trao tặng cho người thắng cuộc năm nay. Chúng tôi xin được phép mời lên sân khấu bà Phan Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Tập đoàn Unilever Việt Nam, ngành hàng chăm sóc gia đình, sẽ trao tặng thêm một phần quà nữa dành cho người thắng cuộc là bé Đức Vĩnh. Một tay thật lớn dành cho bé Bích Ngọc nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chúc mừng Đức Vĩnh. Và lúc này cô nghĩ là tất cả mọi người đều muốn được lắng nghe cảm xúc của con. Con có thể nói vài lời với khán giả được không? Những người yêu mến con. Con cảm ơn khán giả và ban giám khảo đã bình chọn cho con. Bé Đức Vĩnh đang rất xúc động không nói nên lời và những giọt nước mắt của bé lúc này cũng chính là thể hiện những cảm xúc của bé. Bé đã quá xứng đáng để giành được ngôi vị cao nhất trong đêm nay. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến 4 vị giám khảo đáng kính của chúng tôi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Lộc, xin cảm ơn người mẫu MC Trí Hạnh, xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh, xin cảm ơn giám khảo Huy Tuấn. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến giám đốc âm nhạc Đức Trí, biên đạo múa Alexander Tú Nguyễn,
ban nhạc Long Lách, giảng viên thanh nhạc Hoàng Bách, ekip trang điểm và làm tóc Nam Trung, ekip trang phục Huy Trần đã giúp đỡ các thí sinh của chúng tôi rất nhiều và hoàn thành Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ 3. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam mùa thứ 4.